Anh Duy ơi, mình cho anh em biết địa chỉ giường mình luôn hả anh Duy? Trước hết thì xin gửi lời chào đến cô chú anh chị em gần xa. Dạ. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Thì Dạ. hôm nay địa chỉ ở đây là ở xã Mỹ Lạc, huyện Ngân Thừa của tỉnh Long An. Dạ. Thì hôm nay mình giao lưu với cô chú anh chị em là nói chung là hơi nhiều, thì nó khoảng cỡ có con lô mai phôi với khoảng 200 cây mai tàng nhỏ Dạ, mini á, mini á anh, chơi với Tết á anh. khoảng cỡ mười mấy cây mai hoành to, bảy 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 từ chắc 4 tấc tới 7 tấc hoành. Rồi. Rồi đầu tiên mình sẽ quay cho anh em cái loại này trước đi. Đây Cái cây mai là tàng nhỏ đó đi, nhỏ hả anh? Cái này là trung bình chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Duy? thì nó nhiều lắm thôi, nhưng mà 1 mét, 1,5 mét, 2 mét cũng có tùy theo. Cái này là mình phục vụ cho anh em chơi Tết phải không Duy? Cái lô này là trong cái rơm đăng trước cách đây tháng mấy 2 tháng đó, còn khoảng cỡ chắc 200 cây mai tàng nữa. Anh Dạ. em lựa nút nụ nhiều nó bông lại nè. Đây anh em. Mai này mai dở Thủ Đức hết nha cô chú anh chị em. Trồng được nhiêu năm rồi anh? Này số lớn 5 năm, số nhỏ cũng 3 năm, 4 năm. Dạ. Mấy cái này là tầm giá nó khoảng nhiêu nhiêu anh Duy? Nói chung là trong đây có nhiều loại giá lắm đây. Nó Đây. có báo giá sẵn trên cây luôn à, Như nó cây kêu này là kêu 1,2 triệu anh. 300, 500, 7 tính, nói chung từ 300 đến triệu mấy á. Cái này mình có bao ship cho anh em không anh Duy? Cái này nè em bán tại vườn nè, Tại vườn anh ha. em nào có thiện chí mua cứ tới chỗ mình xem, có em có báo giá trên mỗi cây hết á. Dạ. Thì anh em nào có muốn mua mai củ đế hay là mai tàng hay là mai thường gì đó thì Dạ. mỗi một cây nó có mức giá khác nhau hết nè. Đây nút nụ thì anh em yên tâm nha. Cái này ảnh tiễn lại nè anh em. Cây nào hả có đế thì nó giá nó hơi cao hơn chút, còn Dạ. nó đế thường thì nó giá nó mềm lắm. Như cái này là chỉ có 800 ngàn thôi hả anh Duy? Cây nó khoảng cỡ trên 20, 22 hoành nè. Đây nè nguyên cái củ đế à. Cái này mình sau khi mình đem về mình chơi Tết xong mình có thể mình nuôi lại hả anh Duy? Dạ cái Nuôi này lại đó nè, tiềm nuôi năng. lại Dạ anh em. mẹ bướm cái bầu rất là to để nuôi bông luôn á. Ồ nút nụ rất là nhiều anh em. Một cốt thẳng băng lên trên anh em. Cây này thì chỉ có 700 ngàn thôi anh em ơi. Rồi cái hàng bên đây là nó mắc hơn hay sao anh Duy? Không cũng thứ luôn á, Cũng thứ luôn anh. cũng thứ chung hết như mọi nó. Những cây này thì nó có củ đế nhiều thì giá nó cao hơn, chứ Dạ. 200 ngàn vậy đó. Còn nếu một cây thường thì nó thấp hơn. Dạ. Rồi bên đây cũng vậy nha anh em, mấy cây này thì nút nụ anh em cứ yên tâm, vàng nút xịn sò anh em ơi. Nhưng những cây đế thường thường về nó tầm 500-600. Dạ, đây là nguyên cái bộ đế đó nè anh em. Em không có khai thác nhiều với Dạ. nó Cái này 1,1 triệu anh Duy. cây triệu mốt. 1,1 triệu là bán tại vườn nha anh em. Đây. Cây này cao cũng có 2 mét anh nè. 2 mét. Giá dễ chơi hả anh Duy? Dạ nói chung thì mai này em bán giá cũng mềm cho cô chú anh chị em chị tết chị tết á. Rồi mình đi ngẫu nhiên vô phía trong để mình quay cho anh em tham khảo một số gốc nha anh em. Đây. Phía đây thì có những cái cây nó cái Em co còn nó gắt vậy nè anh còn em. ngoài vườn em chưa bứng vô nữa, thì mấy cái nào nó phụ to to này em bứng lên trước nè. Dạ. Đâu mình đo thứ hoành nó khoảng nhiêu anh Duy? Cái hoành như cái cây này hoành to nè. Dạ. Bao nhiêu anh? Cây này 22 hoành. 22 hoành. Như cây này là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Tùy theo cây, cây nào để hái đế đẹp thì giá cao, còn đế thường Anh em. thì Cái này là 1,2 triệu anh em. như cây này chỉ có 400 thôi. Ví dụ giờ anh em mua mua nhiều mà mình có bớt gì không anh Duy? Nói chung anh em là nếu mà mua số lượng nhiều á thì mình Dạ. sẽ vừa bớt cho anh em mà vừa hỗ trợ xe luôn. Có hỗ trợ xe luôn cho anh em ha. Dạ. Mặt bông thì mặt bông lúc trước này em có thấy là mặt bông nó rất là đẹp nha. Đây. Đây nó này là cái này là 6 cánh, nó đa phần nằm từ 6 đến 12 cánh á. Dạ. Cái lô này là bao nhiêu gốc anh Duy? Cái lô này còn lại chắc khoảng cỡ 200 gốc anh. 200 gốc ha anh. Dạ. Dạ. Cái lô này là làm sao anh Duy? Cái lô này mai phôi anh, cũng như trong mai mai cái lô mai tàng của em á, Dạ. cái nút nụ nó ít á, em lấy Dạ. cắt phôi lại. Mấy cái này bao đế cho anh em ơi. Cái này thì em làm đế sẵn rồi đó. Quá trời đế luôn anh em ơi. Cái này anh em nào mà mình đem về mình nuôi lại khá ok nha. Hoành nó dao động khoảng nhiêu nhiêu anh? Cái này em tính cái mức nhỏ nhất á, một vài cây nó nằm 15 hoành thôi, đa phần nó nằm từ 17 tới 23 hoành á. Dạ 17 đến 23 hoành hả anh. Dạ. Dạ anh em. Cần cho anh em tham khảo nha. Đây. Cái lô này là mình còn tổng cộng bao nhiêu gốc vậy anh Duy? Cái này tầm khoảng chung 70-80 gốc anh. Đây nè anh em. Số Cái lượng này có hạn anh em ơi. Cái em này cũng chưa mình đếm, thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể đến trực tiếp mình xem cây rồi mình. này mua bao nhiêu gốc mới bán anh Duy? Cái này em bán hết lô anh ơi. Hết lô ha. Dạ, còn anh em nào có nhu cầu mua lẻ thì đến chỗ một cây em cũng bán. Một cây cũng bán hả anh? Dạ, nhưng Âu em anh đo thử em thông số thử anh Duy. Cái này anh em đem về anh em nuôi lại là cực kỳ là ok luôn nha anh em. nhưng mấy cây này đế thôi. Nếu Quá chứ đế. nếu mai này mai dở Thủ Đức luôn chứ không phải mai thường nữa. Dạ. Trong lô của em á. Nhiêu anh? Cây này nói chung là 20 hoành. Còn nguyên cái cục đế đó khoảng nhiêu anh Duy?
nhiêu anh Duy? Nói chung một đế khoảng 80 á. Cái này là mình nhắc lại cái giá luôn anh Duy. Là cái giá cái lô này em bán solo hết á là giá 450 một cây. 450 một cây anh em ơi. Giá khá là dễ chơi anh em. Đây. Dạ. Thích hợp cho anh em về nuôi lại nha. Giá chỉ có 450 một cây thôi. Thì ở trong đây cái ở bên đây thì lớn hơn bên kia. Dạ. Nói chung bán solo hết anh em ơi. Solo hết. Ưu tiên cho anh em nào xuống vườn nha. Bông có sẵn luôn cho cô chú anh chị em xem. Đây. Có bông sẵn anh Duy hái luôn anh Duy. Hái ra cho anh em xem luôn. Bông người quá to luôn á. Quá trời bự luôn. Nè. Đây nó nằm 7 cánh nên quá sẽ sức cái bông. Rồi. Tiếp theo anh em, có cây mai lớn anh em ơi. Cái này chiều cao khoảng nhiêu hả anh Duy? Cây này chiều cao tầm khoảng cái 5 mét luôn. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh Duy? Tán ngang nếu anh em căng tàn ra khoảng 6 mét á. 6 mét ha. Mặt bông nó mình thấy chưa anh? Cái mặt bông này đặc biệt cái mặt bông của cây này nó nằm đa phần nó nằm 6 đến 12 cánh á. 6 cánh đến 12 cánh ha. Nó có chỗ khoảng 8 cánh rồi. Rồi. Rồi cây. Quay sơ cho anh em một vòng của cái bộ đế này nha. Cây này có dấu hiệu nhóm sụ anh. Nào. Đây nè, mấy mặt này nè, dấu. Dạ. Cây này còn tơ cây lắm. Cây này mới có 25 năm anh. Dạ. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn Duy ơi. Cây này mình mới đem về đây luôn hả anh Duy? Ờ mới đem về. Cây đều muốn đầu lớn ha anh. Dạ. Cái cây này nè nó nhiêu anh? 72 hoành anh. Rồi cái nồi đế được khoảng nhiêu anh? Cái nồi đế này lớn quá em đo đường kính đó. Dạ. Cái nồi đế này hết cái mai. Cái đường kính nó tầm khoảng cái 1m3. 1m3. Cây này là mình giao lưu sao anh Duy? Cây này em giao lưu 120. 120 triệu mình có ship không anh? À, em nếu anh em mà ở gần á thì mình có thể mình hỗ trợ ship. 200 km anh. Dạ dạ. Rồi. Số 2 anh em, cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này chắc khoảng cỡ trên 3 mét luôn. 3 mét, tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang cũng cỡ 3 mét rưỡi á. 3 mét rưỡi anh. Rồi anh em quay sơ cho anh em tham khảo nha. Đây. Dàn xương này rất là đẹp anh em. Đây là cái bù đế gốc này nha anh em. Bù đế cây này là to rất là đẹp, rất là đều nha. Tay dạ. Chân đều hết. Mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn Duy ơi. Cái này em mai tàn, không có khai thác tế nhiều nha cô chú. Dạ. Em chỉ cây này nó chung nằm 47 hoành á. Rồi cục đế luôn anh. Tính 45 thôi. Tại cái cây này thì có đâu. Cục đế khoảng 90 á. Cây này cho lưu giá sao anh? Cây này em cho lưu 20 anh. 20 triệu ha. Rồi gốc tiếp theo anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này chiều cao cho khoảng tầm khoảng cỡ trên 3 mét rưỡi. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang cũng phải 3 mét rưỡi á. Mặt bông nè anh em. Đây, cây có này, gió. Nét đặc biệt là cây này là bông dảo nha. Dảo anh. Toàn bộ đây như bông dảo chỉ có 1 2 cây là em chưa biết mặt bông thôi. Cây này mã số 3 nha. Mã số 3. Để bung đều bốn mặt hết anh em ơi. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn Duy ơi. Một cốt đi lên, xương tàn bắt đẹp anh em. Cây này 37 hoành. 37 hoành. Rồi. Nguyên nồi đế luôn anh. Cái này đế to à. Hấp đầu em luôn á. Rồi cục đế bao nhiêu anh? Đấy chứ gần 200 anh ơi. Cây này mình giao lưu với anh em giá sao anh? Cây này 10 triệu anh. 10 triệu. Rồi gốc tiếp theo anh em. Cây này mã số 4. Chiều cao khoảng nhiêu anh Duy? Cây này cao chắc là 2 mét rưỡi. Còn tán ngang anh? Tán ngang tầm chừng qua 2 mét. Đây, để bộ đế quá trời bộ đế luôn anh em. Cây này đặc biệt nằm trong cái lưu nha cô chú chị em. Cái lưu hả anh? Ở trong cái lưu nè, bộ đế em chưa có khai thác á. Dạ. Như một củ đặc luôn á. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Duy. Quá trời cái bộ đế anh em. Nhiêu anh? 40 gần 46. Rồi nguyên khối đặt luôn anh, nguyên khối đặt đó khoảng nhiêu anh? Cái này anh em gì mà cứ khai thác xuống là rất là sâu nha, tại em dạ. Chưa có khai thác. Củ đặt nó trên 200. Cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Duy? Cái này em giao lưu giá là 25 triệu. 25 triệu. Rồi, tiêu cao nó khoảng nhiêu anh? Này cái số 5, cây này chiều cao nó tầm chắc cũng cỡ chắc cũng 3 mét rưỡi ạ. Rồi tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang, đúng ra tán ngang cái này là khoảng 4 mét á. 4 mét anh. Con rất sâu, còn tầm 3 mét rưỡi á. Rồi, cho anh em xin nhẹ thông số luôn đi ơi. Tay này, cái này tay cần rất là lực nha. Dạ. Nhiêu anh? 45 hoành á. 45 hoành, cây này mà giao lưu sao anh Duy? Cây này giao lưu là 25 triệu. 25 triệu anh em. Rồi, gốc tiếp theo, cây này mã số 6 anh? Mã số 6. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này cao cũng tầm khoảng 3 mét. Rồi, tán ngang anh. Tán ngang cây này tán ngang nhỏ nó mét rưỡi. Một mét rưỡi. Lại... Đây. Cây nhỏ mà có vỏ anh em ơi, được một đế đẹp. Nó có vỏ,
nó nguyên một hình con thú luôn nha. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Duy. Nói chung là nó gần 30 hoành lắm. Cây này mình giao lưu với anh em giá sao anh? Cái này em giao lưu giá 7 triệu. 7 triệu. Rồi. Lúc tiếp theo mã số 7 anh em ơi. Cây xương tàn khá đẹp nha. Một cốt đi lên. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh Duy? Cây này khoảng 4 mét. Cây này bông dảo anh. Dạ. Cây này bông dảo luôn nha. Rồi tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang chắc cũng phải 3 mét rưỡi á. 3 mét rưỡi. Hai anh em trồng cho anh em tham khảo nha. Này tàn rất là đều. Rồi. Cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Duy. Nhiêu anh? Nói chung khoảng gần 47 à. 47. Cái này là mình giao lưu sao anh Duy? Cái này em giao lưu là 29 triệu. 29 triệu nha anh em. Cái này đặc biệt là bông dảo mà bông có sẵn luôn nha. Rồi. Rồi góc tiếp theo mã số 8 anh em ơi. Chiều cao nhiêu anh? Cái này tầm khoảng 4 mét nè. Còn tán ngang anh? Tán ngang cái này cho 3 mét ạ. Rồi. Đây quay cho anh em một vòng phía dưới bộ đế nha. Cái này mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Duy. Đế này cây này cũng rải đều hết rồi. Rồi, nhiêu hả anh Duy? Cây này 41 hoành. Rồi. Này mã số 8. Mã số 8, giao lưu sao anh? Cây này thì giá 20 triệu. 20 triệu. Rồi, mã số 9 anh em. Chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Duy? Cây này cũng 4 mét có hơn. Cần tán ngang anh? Tán ngang cây này khoảng 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Rồi, quay cho anh em tham khảo bộ đế nha. Cây này cũng bông dảo luôn nha. Dảo luôn hả anh? Nó 6-12 cánh luôn á. Dạ. Rồi, thông số luôn anh Duy ơi. Mấy mai này tơ cây lắm, già nó rượt rồi. Lâu năm chưa anh? Này mới tầm mà có 7 năm anh. Dạ. Này 45 hoành. 45 hoành. Cây thứ 9 này mà giao lưu sao anh Duy? Cây này em giao lưu giá là 25 triệu. 25 triệu nha anh em.